Và bây giờ chúng ta trực tiếp di chuyển vào đơn vị của xã Nậm Chải, của phân thí ẩm thực của bà con nhân dân và cán bộ xã Nậm Chải. Quý vị và các bạn nhé. Ẩm thực của bà con nhân dân và cán bộ của xã Nậm Chải đã trưng bày đây để cho phân thí trong lễ hội lên chính thức của các xã các bạn ạ. Cái này nó là tính từ 6 đến xem có chấm có đúng chế biến từ các vẫn thử đối họ đấy chứ. Thank you.
Và bây giờ chúng ta tiến tới cái đơn vị là của thị trấn Kim Sơn, phần thi ẩm thực. Chào hiệp. Đấy. Đây là hai mâm của bà con nhân dân và cán bộ của tỉnh Kim Sơn đã chuẩn bị. Bằng ngang chân dài tối hôm nay dành cho thuê nghe ăn, và sau đây tôi xin phép được giới thiệu cụ thể về các món ăn. Về món thứ nhất đó là món gà có nhiều vitamin A, E, C, B1, B2 và các muối khoáng nên có giá trị dinh dưỡng cao. Nguyên liệu để làm món gà nướng bao gồm có gà, hành, tỏi, ớt. Cho cái gió nó thổi 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 rồi mà chưa mát được. Đến chỉ quan đây, cho thêm gió đây. Cho nó hết lên. Sau khi tao đã bay lên đám cảm, tao đi tao đi. Và các lượng canxi sắt, nguyên liệu để làm món cá mắt, bao gồm chỉ có cá mắt, muối cục ngọt và mặt mẹ nặng. Về món thứ ba, tôi xin thưa được giới thiệu đó là món thịt trâu khô nấu lá bu lu, hay con thịt trâu khô nấu lá bu lu, hay con gọi là cảnh chim giang sơ bởi đi đặn. Cái nguyên liệu của món canh này gồm có thịt trâu khô, lá bu lu là thịt, hoa muối, bánh ngọt và mặt mẹ nặng. Tôi xin phép được giới thiệu đó là món nhồng tăm rang lá chanh ạ. Nhồng tăm chứa nhiều chất dinh dưỡng, các loại chất đạm, nhiều vitamin khoáng chất, ăn lại nhiều lợi cho sức khỏe. Nguyên liệu để làm món này là bao gồm có nhồng lá sữa chế sạch sẽ, gia vị gồm có nước mắm, hạt nêm, ớt và lá chanh ạ. Bên món thứ năm tôi xin phép được giới thiệu đó là món bí nón luộc ạ. Kính thưa quý vị, bây giờ tiếp tục hành trình là đi sang đơn vị của xã Châu Thôn để chuẩn bị vào đấy để bắt review phần thi ẩm thực của bà con nhân dân và cán bộ xã Châu Thôn, quý vị và các bạn nhé. Còn đây là phần một mâm ẩm thực của xã Châu Thôn, bà con nhân dân của và cán bộ đã chuẩn bị rất là phong phú và mâm cao của đây. Mời quý vị được miền Tây Nam về với cội nguồn của đây.
y tế ghi nhận là xanh sạch tươi ngon ạ. Dạ có bác Văn Nga đi kiểm chứng chứng nhận nữa. Đưa này chưa xa có giới thiệu đến cái chỗ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bác không mừng lắm đó. Hồi đó mới lên. Đây menu của nhà đây là món con sung, món đấy là món con sung. Chị Mai Hương rót rượu ra dần đi. Đảm bảo là của các chị ăn ngon để giá rẻ không sao. Đây là rượu béo này, đây là không mềm, không mềm, có thành phần là bạc nghệ với bông pin với đợt cưới ạ. Với đá mặt áo nhà em dùng đó. Con chủ đạo của nhà em là có một thịt lợn đấy, lợn pha giống. Nhà em đấy luộc đấy là đặc trưng của nhà em. Tương tương là có những cái việc cúng ngày lễ ngày Tết nhà em chủ yếu là lợn luộc. Nhưng mà nhà em này làm thêm cái món đấy là món ăn chiên với là thì các chị thấy là đỡ này với đỡ có lý tính để giảm béo hơn. Đây là món cá. Đến lượng quá thì sẽ không lấy ạ. Đấy là có đầy đủ các khoáng chất. Đấy là món thịt mô hình của bên phụ nữ trong thôn ạ. Đây là món thịt mô hình của phụ nữ trong thôn. Đấy có cái mặt trước. Đã kiếm được mà đi. Mơ mình cho mày người ăn rồi. Dạ mơ đây là nhà em đặc trưng của gói gọn của mơ của lễ Tết. Tất cả quý vị khách mời đến là ai cũng có thể dùng được ạ. Không, không, mình lên thực đơn mà được lên thực đơn mà đưa ra để vừa khách mời. Có nghĩa là ai đến trước thì được ngon, còn ai đến sau không có ăn kịp. Không có ở trong nhà em còn có ạ. Hỏi thêm một tí này, lợn đấy là giá đông ở trong trong bàn chị? Lợn đấy là giống của nhà em được bên nằm cổng bác ạ. Lợn đấy là ở bàn chị, trong bàn chị? Ở bên đi phải ạ. Ở đây là bên đi phải, có con nào không? Dạ lợn đấy thì nhảy qua bên nằm nhóm kia lệ của sáng thế được. Có con nào không? Dạ không có nào ạ, có thể nhảy qua bên nằm. Có nghĩa là thả đông không có sự quản lý gì? Nhưng mà đi mà không từ nhà em á. Không là biết rồi. Thả đông ra. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là bác đã đi review cùng với đoàn ban giám khảo đi thi chấm các cái món ăn ẩm thực của các cái hội trại. Bác cũng thấy là hội trại nào cũng có rất là nhiều cái món ăn truyền thống của dân tộc đồng bào của người Thái. Ví dụ không bao giờ mà tránh khỏi được những cái món cá nướng giống như gà luộc và thịt lợn bạn. Thịt lợn rang vân vân rất là đa dạng và rất là phong phú. Bà con ở nơi đây là luôn luôn bảo tồn và giữ gìn được những cái món ăn của dân tộc đồng bào người Thái. Con bác cùng xin phép tạm dừng video tại đây. Bác cũng đã review chi tiết cho quý vị và các bạn xem rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh cho bác nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.